Ủa cái gì ấy? Ui trời ơi. Trời ơi các bạn ơi. Ui. Sau khi đi ra khỏi cái mê cung lava mình đi ra cái gì ấy? Nhìn ghê ấy nhỉ ơi. Con đường nhìn như kiểu có ma ấy. Kiểu đang đi có ma nhảy ra thì hết hồn luôn đấy. Trời. Eo mà ghê thật. Không biết xung quanh có gì không? Đừng có dọa tao nhá. Đừng có dọa tao nhá. Ê nhìn kinh quá. Trời ơi. Ui. Sau khi thoát khỏi lava chúng ta đến kỷ băng hà các bạn ạ. Trời ơi. Hiện tại là trái đất bị đóng băng rồi. Ê. Cả thành phố bị đóng băng còn ghê thật đấy eo. Quả map này parkour trong thành phố bị tận thế nhìn kinh thật các bạn ạ. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Pèo. Rất là lâu rồi mình lại không mặc lại cái bộ trang phục Mèo Pèo này các bạn ạ. Trời ơi, sau một thời gian qua bên server Trung Quốc chơi nhiều quá thì hôm nay là nhân dịp Minua đã sửa xong lỗi hồi sinh ở đây. Đó, hiện tại là Minua đã sửa xong lỗi hồi sinh rồi nhá. Bạn nào đã cập nhật phiên bản mới mà đã được sửa lỗi hồi sinh thì hãy để lại bình luận phím 1 cho mình biết các bạn nhá. Ok, thì hôm nay là mình mới được khám phá được ra một con map có tên là Great Apocalypse. Dịch nôm na ra có thể hiểu nói chung là ngày tận thế các bạn ạ. Đấy, thì chúng ta sẽ parkour trong một thành phố bị chìm trong bởi những lava này, băng giá này, rất là nhiều thứ luôn các bạn ạ. Ờ, thì level đầu tiên là có thể thấy không? Toàn là lava luôn. Đó. Đó, nói chung là mô phỏng lại một thành phố của ngày tận thế các bạn ạ. Ok, thì không luyên thuyên nhiều nữa trước khi vào video. Để khám phá xem con map này có gì đặc biệt hay không thì các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và cái chuông đăng ký ủng hộ Mèo Pèo các bạn nhá. Bạn nào là fan của Mèo Pèo và yêu quý Mèo Pèo thì hãy bình luận với hashtag là thăng Mèo Pèo và hãy làm những điều tương tự với các thành viên của Go Team nữa các bạn nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với con map parkour ngày tận thế này để coi xem là con map này có gì hay, có gì đặc biệt không nào. Thôi, trước tiên là mình thấy map này cũng khá là khoai chứ, khá là khó đấy, nhảy khá là khó đấy. Mấy đoạn kia mình thấy có vẻ sai kìa. Wow, sai ta. Hơi y dạ, y bệ, dính lava, dính lava, dính lava. Trời, đây là map của người Thái các bạn ạ, không phải người Việt Nam đâu. Đây là một con map dành của bạn người Thái Lan nhá. Mình thấy map này cũng khá là khó mà có cho gà này. Bạn nào cảm thấy khó quá có thể ăn gà nhá. Hơi dạ, hơi dạ. Để đây ngóp, đây ngóp, đây ngóp. Rồi, ui, nhảy xa ta. Từ đây qua kia, lên lấy đà. Hừ. Wow, map này đúng là khó thật đấy. Ây chà, nhưng mà được không ạ, hay, công nhận đẹp đầu tư các bạn thấy không? Xem map cực kỳ đầu tư luôn. Wow. Bên trong có parkour trong nhà này. Lava nhiều thế mà không lag lắm nhá. Mình thấy lava khá là nhiều nhưng mà không lag lắm các bạn ạ. Lưu điểm hồi sinh này. Cái map này thì mình thấy là có khá là ít điểm hồi sinh nhá. Các bạn chơi map này phải cẩn thận một chút. Bởi vì là rất là ít điểm hồi sinh đấy. Nếu mà chẳng may chết là khả năng là nhảy lại khá là xa đấy. Cho nên là khá là cẩn thận về map này. Ui, cái đoạn này là mấy ô đây? Cái hàng rào lâu không nhảy, trời ơi, lâu không nhảy parkour núp quá các bạn ạ. Hey, ô cái gì ấy? Sao cái map này bị cái lửa ấy vướng đau mắt quá các bạn ạ. Cái hiệu ứng thiêu đốt này, cái hiệu ứng thiêu đốt này đau mắt quá. Đấy, không căn được. Ok ok ok. Đấy. Kiểu cứ bị cái hiệu ứng thiêu đốt này nhìn đau hết cả mắt. Rồi. Hey, rồi ok qua qua. Hi. Nhảy quá đà. Mình cứ tưởng là nó khó, thế là mình ngồi mình đè nó đắp lưu liên tục luôn. Trời. Hóa ra đèn đấy có hai ô. Trời ơi. Hey, rồi ok. Wow. Để xa ta. Ui, quả map này khoai phết đấy chứ. Không phải dạng vừa đâu. Để qua đâu được? Để như để bên này không? Rồi ok. Ui, đau mắt quá các bạn ơi. Mẹ cái lửa nó cứ đốt trên màn hình ý. Đau hết cả mắt luôn, nhìn bị vướng mắt quá. Không thể tin được. Đây, ui, quả map này của người Thái Lan á. Người Thái Lan này hết trong sáng rồi các bạn ạ. Trời ơi, bây giờ Thái Lan hay Trung Quốc hết trong sáng rồi. Map cũng khoai không kém luôn. Nhìn nó xa phết đấy. Nào, lên. Hey, hey, ok, rồi, yên tâm anh em, yên tâm. Đây, đây đúng không? Map này mình thấy rất là đầu tư cho nên là khó, kể cả khó mấy mình cũng chơi. Map đầu tư mà lại xây đầu tư này không chơi hơi phí, phí ở cuộc đời. Hey, nào, rồi. Ồ, chết. Không biết ở đây các bạn nào đã từng xem mấy cái phim liên quan đến ngày tận thế không nhỉ? Ơ, hồi trước thì mình có coi một cái bộ phim liên quan đến gì? 2012 đúng rồi. Ngày xưa thì chết rồi mày thế lên được. Ngày xưa thì mình có coi cái bộ phim 2012. Không biết ở đây các bạn nào đã coi phim 2012 chưa? Cái phim có tên là 2012 các bạn ạ. Hơi... À, rồi qua rồi mày thế. Cái phim 2012 kể về ngày tận thế là ngày 21 tháng 12 năm 2012. Đó, cái phim này hay cực kỳ luôn. Mình sau khi mình coi phim xong hay cực kỳ luôn. Kiểu coi đấy phim xong
kiểu ai cũng lo đến ngày 21 tháng 12, 2012 là ngày tận thế các bạn ạ. Nhưng mà cuối cùng chả ai tận thế đâu, mê cú lừa cực mạnh luôn. Theo tương truyền rằng là vào cái ngày 21 tháng 12 đấy, thì đấy là cái ngày mà 6 hành tinh hay là bao nhiêu hành tinh ý sẽ được xếp thẳng hàng nhau, đó tạo ra một cái lực gì đấy làm cho các thiên tai xảy đến trong trái đất. Trời ơi, chung là cũng chẳng hiểu lắm, cuối cùng mà chả có gì xảy ra cả. Mẹ cú lừa, đúng kiểu mấy ông Hollywood mẹ để làm phim cú lừa quá. Phim này khá là hay luôn, bạn nào chưa coi có thể coi trên Google nhá. Phim 2012 đấy, kể về ngày tận thế năm 2012. Bây giờ 2019 thừa rồi. Cái phim này có khá là lâu rồi, mình coi rất là lâu rồi. Đợt đấy là mình coi kiểu tuổi thơ của mình ấy. Đợt đấy mình học cấp 2 à? Mình học cấp 2 rồi coi phim khá là hay. Trời, sao mà lắm lava thế? Ui, nhìn cái khu rừng này cứ ghê ghê của gì nữa. Mày thấy, ui, chết chết, dính lava. Ui, cái khu rừng này nó dẫn mình đi đâu ấy? Trời, gì ấy? Ui, đến một ngọn núi à? Đây là ngọn núi rồi các bạn. Ui, có cả cái hàng rào dây thép gai này, ghê ta. Chết thật. Đến một ngọn núi thì phải. Thế là khu rừng này dẫn mình đến một ngọn núi. Ngọn núi có rất là nhiều gai này, kiểu như là dây thép gai này. Đó, wow. Không biết đi đâu ta. Ê, ê, gì đây? Ê, đau. Hình như là, à, dẫn mình vào bên trong ngọn núi. Ui, à, thì ra lại làm cái đất thì rơi xuống à? Wow, hay ta. Thì ra chúng ta bắt cua trong này. Ui, mà tính ra nãy giờ là mình không thấy điểm hồi sinh các bạn ạ. Ui, bây giờ mà nhảy rớt là phải nhảy từ đầu ấy. À, phải chạy lại tiết từ chỗ kia. Ui, căng thẳng quá nhở. À, từ từ, chúng ta cần phải cẩn thận. Bây giờ mà nhảy rớt là hơi mệt đó. Hey. Hey. À đúng rồi, dạo này có nhiều bạn hỏi mình là anh Mèo Béo được duyệt kiếm tiền là đúng rồi nha. Hình hiện tại làm kênh của Mèo Béo được duyệt kiếm tiền các bạn nha. Các bạn coi video có thể thấy quảng cáo đấy. Lúc trước thì không quảng cáo đâu. Thế nên dạo này là kênh YouTube của mình có quảng cáo rồi. Nói chung là cũng kiếm được vài trăm nghìn một tháng. Gọi là đủ tiêu vặt các bạn ạ. Đủ tiền tiêu vặt mua trang phục review cho các bạn. Đó. Và các bạn đừng quên, bạn nào rảnh rảnh có thể xem quảng cáo ủng hộ Mèo Béo nhá. Ủng hộ Mèo Béo vài gói mì tôm nhá. Trời. Thế thực ra thì cũng chẳng đáng bao nhiêu đồng đâu. Thật. Gọi là ủng hộ Mèo Béo tí gói mì tôm thôi. Bạn nào rảnh có thể dành ra vài phút, vài giây xem quảng cáo của Mèo Béo nhá. Ui, cái mê cung lava này căng ta. Khiếp. Mình ghét nhất là cái lửa này đấy. Cái lửa cứ bay vào màn hình này trong hết cả mặt các bạn ạ. Các bạn chơi PE không biết nào chứ mình chơi PC ý. Cái màn hình của mình nó to ấy. Cái lửa này cứ bốc lên nhìn đau mắt lắm. Ui cái gì ấy? Ui trời ơi. Trời ơi các bạn ơi. Ui. Sau khi đi ra khỏi cái mê cung lava mình đi ra cái gì nhìn ghê nhỉ yêu ơi. Con đường nhìn như kiểu có ma ấy. Kiểu đang đi con ma nhảy ra thì hết hồn luôn đấy. Trời. Eo ơi ghê thật. Chắc không biết xung quanh có gì không. Đừng có dọa tao nhá. Đừng có dọa tao nhá. Ê, nhìn kinh quá. Trời, ui. Sau khi thoát khỏi lava chúng ta đến kỷ băng hà các bạn ạ. Trời ơi. Hiện tại là trái đất bị đóng băng rồi. Ê, cả thành phố bị đóng băng còn ghê thật đấy. Eo. Quả map này parkour trong thành phố bị tận thế nhìn kinh thật các bạn ạ. Ghê ra ui. Quả map xây đầu tư mà cũng kinh phết đi. Ghê thật nhỉ. Hết kỷ nguyên lava đến kỷ nguyên băng hà. Công nhận mắt đầu tư đấy. Nhìn like luôn. Nhìn like. Wow. Thầy ghê thật. Đẹp đấy. Tuyển chọn khác đúng không? Đúng là lên tuyển chọn là hợp lý thôi. Ây chà, hình như hồi xưa mình chơi là không có này đâu. Mình nghỉ chơi đến cái đoạn núi lava là hết rồi hay sao ấy. Wow, càng chơi càng thấy hay nha. Ui, đi đâu ấy? À, đi vào đây à? Xịn to. Hóa ra đi vào trong này các bạn ạ. Đây là cái mây này. Cái mê đi đến đâu rớt đến đấy đúng không? Đó là rớt dần này. Ờ à, giờ ok luôn. Cái gì đây? Parkour đâu ơi? Lên trên này à? Ờ à, ok. Sang. Hay. Úi xổi bám một tường luôn. À bám bật tường luôn. Nhảy 4 block là dễ. Hay. Nào từ từ đây. Giờ làm gì đây? Chạy thẳng qua. Hay. Chạy thẳng vào giữa luôn. À ha. Ok. Ui nó sụt kìa các bạn ơi. Ghê thật đấy. Bây giờ thì đường nào đây? Quả map này chúng ta phải vừa đi vừa tự dọc đường ở đây. Có một cái bảng hướng dẫn đây. Nhưng mà đúng không các bạn thấy không? Nãy giờ khá là ít điểm hồi sinh luôn. Điểm hồi sinh rất là ít nhá. Cho nên là các bạn nhảy cẩn thận vào. Nhảy không nhảy sai một cái là khá là mệt đấy. Hey, hey. Wow, quả căng này nhảy càng thấy căng nhá. Hey. Rồi, qua rồi. Đường nào ta? Sao lại mũi tên xuống đây? Chắc là nhảy đến trên này. À, đi lên đây à? Đi lên đây, đi xuống đây. Ghê thật. Ui, chúng ta đến một căn hầm các bạn ơi. Wow, đến một căn hầm này. Căn hầm này rồi bị toàn ô tô bị ngập này.
Để bẩn nước hầm này, từ nhá. Mình thấy hơi vô lý nhá. Tại sao là hầm lại không bị ngập nước mà ngoài đường bị ngập nước? What the hell rồi. Đáng ra trong hầm là phải bị ngập nước nhiều nhất chứ. Tại sao thế nhỉ? Vô lý. À, vậy là chúng ta phải nhảy vào cái ô đen à? Nếu như mà rơi vào cái ô màu bằng băng tuyết này đó. Nếu như là rơi vào chỗ tuyết chúng ta bị rơi xuống dưới các bạn ạ. Ở dưới toàn cái gì? Ở dưới toàn là dây thép gai thôi. Wow, căng nha, căng nha. Chúng ta phải nhảy vào những cái block màu đen. Rồi ok, đã hiểu. Ở trong này tối quá, đường hầm một khác, tối thật. Mẹ, quả mắt này cũng khá kinh dị ấy chứ. Dẻo, làm thêm mấy cái con gì đuổi đuổi mình cũng khá là ghê đấy. Ai chà chà, để hồi sinh cho tôi, mày thế. Ô, sao bỗng nhiên chỗ này xây nhiều để hồi sinh thế? Lúc nãy bạn này ít xây lắm mà. Ui. Hey. Ok, quá, ui, mày thế, dây này kịp. Đó, điều sinh này, gì đây, gì đây. Ui, đi vào trong xe ô tô các bạn ạ, gì đây. À, nhảy chặn đầu à. Bình thường, ui, mày vừa kêu bình thường thôi phát. Mẹ là gánh hơi sớm các bạn ạ. Vừa kêu bình thường thôi, rơi luôn mới sợ chứ. Ui. Ui, xếp bánh mì rồi các bạn, xếp bánh mì rồi chứ. Sao hết bánh mì rồi, à đây. Khi mà chết chúng ta được thêm bánh mì, ok. Chúng ta đã chết nhiều hơn để có bánh mì. Mẹ, à, chỗ này 3 ô à 3 ô, ok luôn, rồi. Gì đây. Hey. Ái chà chà. Ghê ta. Map này xây đầu tư cực kỳ các bạn ạ. Wow. ID map chắc là sau khi chơi xong map này mình sẽ hiện ID lên mà. Anh em không phải lo đâu. Sau khi mà kết thúc map thì cái ID sẽ hiện lên. Nhảy vào ô đen. Lên. Ui. Càng chơi càng thấy của map này. Hơi rợn rợn người thì các bạn ạ. Cứ tối dần. Không biết là trước mặt mình sẽ đến cái gì nữa. Kiểu tò mò ấy. Càng chơi càng cảm thấy tò mò. Không biết là sắp tới mình sẽ phải vượt qua cái gì. Wow. Hay ta. Lên. Ui, ghê thật. Ok. Ủa sao xa vậy. Trời. Nhảy nãy giờ mà mình hết các bạn ạ. Ui, đi đâu ấy. Ui. Đến một cái ngã tư à. Đây là cái gọi là cái giao lộ các bạn ạ. Chúng ta đến một cái giao lộ. Không biết đi đường nào, chắc là đi thẳng phải. Ở đây, có điểm hồi sinh đây rồi. Ô, bây giờ chúng ta chuyển qua parkour trên ô tô à? Ai chả parkour trên ô tô các bạn ạ. Đi đâu ta, nhảy đâu ta? Hình như nhảy trên này không? À, nhảy trên này. Từ. Hình như là nhảy lên mái nhà các bạn ạ. Ok, nhảy lên mái nhà, rồi. Ok, luôn nhảy lên mái nhà. Quả map này càng chơi càng thấy ghê cơ. Hết parkour kỳ băng hà, parkour lava, đến nhảy lên mái nhà ngập nước rồi. Thôi, ở dưới ngập hết nước rồi. Xịn sò phết. Hóa ra nãy giờ mình đi đường tắt các bạn ạ. Trời, hóa ra nãy giờ mình nhảy parkour trên mái nhà đường tắt. Hóa ra không phải cái đường ở đâu. Trời ơi, vậy là mình đã khám phá ra cái đường tắt các bạn nha. Đó, trời. Hóa ra bạn này không chạm bức tường hình trên mái nhà. Mình cứ tưởng là được phép nhảy lên mái nhà, hóa ra nãy giờ mình đi đường tắt. Ok. Ui, các bạn ơi. Ui, hình như là mình thấy có cái trực thăng kìa. Wow, vậy là chúng ta sắp được giải cứu rồi. Ui, rồi. Ui, chúng ta sắp lên được trực thăng rồi các bạn ơi. Lên. Ui, sắp đến trực thăng rồi, trực thăng giải cứu anh em ơi. Đi thôi. Wow, quả mà hay ta. Hey, lên. Trực thăng đến rồi. Vào trong nhà này. Ui, đi. Ui, parkour. Ok, sắp lên được trực thăng rồi. Lên. Mẹ. Ok. Đều. Ui, thế. Kiểu đây là kiểu cái bàn bảng thông tin các bạn ạ, kiểu mấy ông ngồi điều khiển ấy các bạn ạ. Trời ơi, nhìn xịn xò ấy nhỉ. Đó, ok. Ui, xa vậy, sao không nhảy qua được. Tôi. Xa vậy. Nhảy nổi không. Ha. Ý, ok, nhảy qua rồi các bạn ơi. Ok. Video xin vậy là video mình xin phép được kết thúc ở đây thôi. Mình đã hoàn thành xong con map siêu to khổng lồ ngày tận thế của thế giới các bạn ạ. Trời ơi, con map này cực kỳ đầu tư luôn. Thì ID map là gì ta, để mình coi nào. ID map là đây. ID map là 71597337 các bạn nhá.
Sau khi coi video này các bạn thấy map này hay và thú vị, đừng quên lên thư viện mini tải map ủng hộ bạn ấy các bạn nhớ. Video xin phép được kết thúc đấy thôi. Các bạn thấy video này hay và bổ ích, đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video cho bạn bè và đừng quên nhấn vào cái nút đăng ký và cái chuông đăng ký ủng hộ mẹ Pèo các bạn nhớ. Xin chào và hẹn gặp lại.